Hello và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ND Gaming. Và hôm nay em sẽ cùng các bạn tiếp tục với tựa game City 5 Roleplay server ND Community của mình. Thì vẫn là con Harley Davidson đó các bạn. Nhưng mà hôm nay mình không mặc đồ da nữa, mà mình mặc cái bộ đồ mà hôm bữa trước mình đi làm cái phi vụ á. Mình xác à. Mình ghé đổ xăng xem mình nó hết xăng rồi các bạn. Hôm nay thì các bạn nhìn mình hơi mình đi vô cái cửa hàng kia, mình thấy cái mặt nạ nó mắc cười, nó cưng quá. Xe đẹp quá ta. Giọng này như cũng quen quá ta, giọng cảnh sát này như mình nhớ mình. Chắc lừa vậy ta. Xe đẹp, anh đứng xe xích ra xíu anh. Tại đứng đường gần nó chạy á. Xe này giấy tờ hợp lệ, giấy tờ hợp lệ đàng hoàng, không có vụ giấy tờ này kia đâu, yên tâm. Có biển số mà, anh nên nhìn biển số, giấy tờ đàng hoàng, chính chủ đứng tên. Chính chủ đứng tên rồi đó. Bao xíu anh lên anh để máy thử, tôi nghe tiếng máy của con xe này thử coi sao. Ghiền hay phái? Ui, cũng thấy Harley Davidson nhìn xịn vãi trường anh ơi. Ủa tự nhiên đâu vậy? Em đi săn thú này. Thế nhà. Anh cảnh sát muốn nghe tiếng bô đúng không? Đúng rồi đó. Anh lên đây hỏi. Ui. Anh cả đi nhà, chắc nhà. Được không anh? Được không anh? Trời. Đâu phải view đây. Cái bô này là nó hợp pháp mà đúng không? Không anh, cái tiếng máy nó vậy anh, tại xe nó đặc trưng nó vậy ấy, nó tè tè đâu. Này hợp pháp mà đúng không? Này mấy tiền anh. Cũng thử. Không, này chưa tới dương tỷ trên 1 triệu dương tỷ. Trên 1 triệu dương tỷ à. Thôi tôi đi nha. Nó nẹt nẹt rồi cái chơi. Máy tự nhiên cái ai cũng ra ngó xe hết trơn á. Biết tin cho mình vậy. Này mình đang coi xe của mình các bạn. Hãy nhắn tin cho mình đi. Đến chỗ trên đường bị gặp tôi. Hả? Ai vậy? Tôi nghe nó bí ẩn nha. Trời. Nó không kêu hút mình rồi. Trong cái xác nãy giọng quen các bạn. Hồi đợt như có ăn mình hay gì á. Người quen. Nhưng mà nay mình đổi mặt nạ nên chắc không nhìn ra. Đợi cái mặt mặt khỉ nhìn nó mất ấy. Ê, hôm bữa cũng bị té ở đây nha. Cái ngày chỗ này nó ghê nó sợ cái gì đó. Chỗ gì nhìn nó lạ vậy. Tính ra con xe này nó cũng đã chứ các bạn. Đi tới đâu là gây chú ý tới đó luôn. Ồn ào khủng khiếp luôn. Ê, ủa tưởng đâu ông già ông lãng tay không nghe được chứ. Đây cởi cái. Anh có biết tôi kêu anh ra đây đi làm gì không? Có, lấy xe, tôi đang tính kiếm ông, tôi lấy xe nè. Hôm bữa ông kêu tôi là tôi được cái thằng kia, thằng trộm xe ớt. Ông cho tôi con xe, tôi rượt, tôi mệt quá, tôi quên cái ông giếm luôn. Xong rồi hôm qua ông kêu tôi đi hộ tống. Cuối cùng nó lòi ra cái gì giải cứu, cái gì nó mệt muốn chết à. Bay lên bay xuống, có thêm tiền công đi, thêm con này nữa. Thì là hôm qua ông bạn tôi bảo ấy là chiến trận chuyển tuy không thành công nhưng mà giải cứu được con gái của ổng nên ổng cũng hài lòng. Rồi cho thêm gì không? Vấn đề là tôi thấy cái ví dụ của anh nó chưa thành công lắm. Ok. Tôi muốn cho anh thêm một thử thách nữa. Cái gì nữa vậy? Bây giờ tôi với anh sẽ lấy con xe này và bắt đầu đi cướp. Đi gì cơ? Đi gì cơ? Đi cướp. Ông già ông cướp nổi không? Ông chạy nổi không? Chứ bữa ông đi khệnh khạng lắm đó nha. Tôi sẽ cho thử thách, nếu mà bị cảnh sát phát hiện ấy, nó gượt thì anh sẽ chạy. Nếu mà anh chạy thoát thì con xe sẽ hụt về anh luôn. Ây khó vậy ông, sao ông già mà ông chơi ông hay vậy quá, ông thử cái nào nó dễ được không? Không. Tính ra là con xe này là của tôi rồi á, mà bây giờ ông còn làm khó tôi nữa, bây giờ không cho nó đại tiếng đi. Già mà hay vậy quá. Có chịu không? Không chịu thì tôi lấy lại xe. Chịu. Rồi, chịu. Để dẹp dẹp con xe vô cái để đây mất à. Ok. Xe có chìa khóa chẳng sẵn cho ông già.
Ủa là bây giờ là đi cướp hả? Đúng rồi. Vừa hay. Rồi rồi rồi. À vừa hay mới mua được cái mặt nạ ngoài tiệm. Ủa? Ủa sao có mặt nạ con heo nhìn thấy ghê vậy? Tôi thấy hợp với tôi mà. Hình như kiếp trước ông là trưởng bắt giới đúng không? Ông hay đi dê gái đúng không? Là Cái mặt ông nó hợp lắm á. Rồi để mình ăn bánh mì, để đây xíu ăn bánh mì uống nước cái đói quá. Qua giờ làm không được nghỉ ngơi gì hết trơn, làm tới làm lui làm hoài à. Đói bụng không già? tôi đang ăn bánh với anh nè, Ủa, thấy có không? luôn à? Mà cái này, ủa mà tại sao không lại thử cái kiểu mà lại đi cho đi rượt ta? Mình còn nhiều cách thử khác, ví dụ như là mình đi đua xe chẳng hạn. À, được mà. Xe đó bắt hay nó bắt gặp tôi rồi lấy gì giờ, tôi phải bảo anh chạy trốn để làm người khách chứ. Ê, tính ra là cái tiếng bô nó ác á, tiếng ông luôn hả ông già? Hết nghe ông nói gì luôn rồi. Nó gian tàn cái. Rồi giờ ông muốn cướp cái kiểu gì đây? Nói chung là mình chỉ gây chú ý cho bên BD thôi đúng không? Hoài luôn á, tối ngày đi rượt với lại chạy, xong rồi rượt xong rồi chạy, xong đi rượt người ta, xong lại chạy, xong lại đi rượt. Cái gì vậy trời? Em mình nẹt vô chiếc đồn được không? Nẹt vô nhẹ nhẹ mình gây chú ý trước, xong rồi mình lên như kia mình cướp, xong rồi cái một hồi cái mình bị giọt luôn, hợp lý không? Nghe hợp lý vậy còn gì nữa. Gì mà xe nhiều vậy? Ủa mở đồn có ai không vậy? Quên nữa quên. Để tôi vô radio kìa. tôi. Nếu anh không có chuyện gì yêu cầu anh không nẹt vô trước cửa đồn nha. À, không không tôi đâu đâu có nẹt đâu, cái xe nó bị kẹt ra hay gì á anh sĩ quan ơi. Trời, Nó bị kẹt nè, nó bị kẹt nè, nè nè nó bị kẹt nè. Trời. Dỗ đứa anh nẹt vô à. Không không bị kẹt ga từ xe nè ông già ông đưa ai biết đâu mà để tôi đi liền, để tôi đi liền, để tôi đi liền, đừng 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 gấp, đừng gấp. Ê nó rượt kìa. Ui quá ghê. Tắt đèn đi. Nếu như xe kia, ủa như nó lủi đâu rồi đúng không ông già? Thấy nó quẹo cái cô, nó lưng của cô nãy chặt quá trời ghê luôn. Ghê thì chứ con này chạy đã thì chứ các bạn, nó kiểu nó ổn định hơn con chó của mình. Con chó của mình chạy nó cướp nó không vậy? Đây một thằng để chạy lên kia đi chứ các bạn, còn đi từng. Đẹp quá các bạn ơi. Ban ngày làm cảnh sát, ban đêm làm đầu trộm đuôi cướp, đi chở hàng, đi vận chuyển, đi bắn lộn tùm lum từ lưa hết trơn. Xe quá. Ủa, xe này ra biển số rồi nè. Bữa giờ có biển số, nay có biển số rồi nè. Ê, tự đổ xăng đó nha. Tội gì chưa gì chạy nó dơ dơ dữ cái thần vậy trời. Cái xăng này ổn không ta? Sợ công an lên rượt quá hả? Chọc cốc xíu công an. Rồi không phải đây. Đổ đầy bình các bạn, lỡ có gì cũng ăn được còn chạy được. Sau một hồi mày mò thì đổ xăng rồi các bạn. Nói chung con xe này tìm vị trí đổ xăng nó hơi cực một xíu ha. Đổ đầy bình rồi đó. Trời ơi. Ghê không già? Trời, núp con xe ghê liền, ghê liền. Sao mà hai cái đấy thì giữ cái tiếng bên hơi ồn thôi. Rồi đổ xăng vô cái nó chạy mạnh hơn thiệt luôn nè. Ê
nó bốc hơn hẳn luôn á ông già. Trời, tôi lái là ông phải tin tôi, nhưng mà giờ mình cướp cái gì đây? Nhưng mà cướp nặng nó mới được ghê đúng không, chứ còn mà quá tốc độ thì bình thường thôi đúng không? Để có người tái xe kìa. Có người tái xe kìa, hay là cướp mấy xe tải này không? Chơi luôn. Giờ muốn cướp thằng giữa đường tái xe kia hay là cướp xe tải? Tôi thấy mấy thằng xe tải ghê quá, thôi đi. Ê, hình như tụi nó áo trắng à. Tụi nó chung băng hay gì ông ơi? Kéo ông già. Chúng nó chung băng. Ở cướp đó nó kéo một băng chục thằng ra. Chạy không kịp. Nè, ông xuống làm việc với cái thằng này đi. Để nó dưới đường. Tai nạn rồi. Ủa không phải ông ơi. Không phải. Không phải ông già, ông già. Không phải đâu. Này ông già lái taxi. Vậy chỉ có hai xe đồ kéo à. Quên qua mình kiếm chút đỉnh không? Mình có súng à? Ừ, mình có súng mà, không có súng không? Mà nó hơi đông đông đó nha. Xuống cái kẹt xe nó lại vậy. Ê ông già, ơi trời. Bóp càng con cái vậy. Cái kẹt xe ông độ nó lại vậy. Nó không có manly lắm với con xe á. Chạy, chạy lên xích lên đi. Xuống xe với nó nhau. Đi vô kia nó lấy hàng. Đi vô kia lấy hàng rồi. Dạ không, sao tôi tưởng nó qua đây nó lấy hàng này mình còn vô đây được, chứ vô kia nó đi vô cái đường chỗ khu kia là quay về kia xa lắm. Nhưng mà đây là thử thách thôi, tôi nghĩ anh nên chạy quá tốc độ ấy cho nó gượt luôn. Tốc độ hả? Chứ hồi nãy ông kêu đi cướp. Tôi nghĩ làm vậy sẽ hay hơn, nhưng mà hay là mình đi qua bên chỗ làm nông không? Ok, đến đó đi. Ok. Chứ tên cướp nãy mà nó mà tiếng xe nghe đã thiệt á. Người nào là hợp đồng mua bán lẹ lẹ nha, chứ khoái lắm rồi đó. Các bạn mỗi lần nghe tiếng lên số nó có một cái tiếng rất là nhỏ, các bạn nghe nè. Đó, nghe không? Nó kiểu nó lên nhanh xong rồi cái turbo nó giật lại một cái á. Trời ơi, này mình có thêm một miếng backfire nữa, dư một miếng nó nổ bóc một cái thôi. Tới công chuyện. À, hình như ông thấy con xe gì trước chuyện nhanh không? Dạ, được. Ê, xe đó không ổn, xe đó xe của mày. Nhìn ra xa tưởng đâu xe có hơn nào chạy lại gần, thấy nó tóc vô lề. Xe công an. Dân trong ngành nhìn cái biết liền luôn. Nó nổ rất là nhỏ các bạn. Tại vì thường thường là mấy con xe mà kiểu mà nó tối ưu á thì nó ít backfire, thì backfire là dư xăng. Thường số con kiểu mà nó cài đặt sẵn mà. Mình cứ vô radio 1 rồi ha. Nghe tiếng con mày hút đâu đây đúng không ông già? Tiếng xe nồn mình không nghe được, cái radio nó báo gì luôn á. Mọi người đâu rồi ta? Để tôi nghe radio báo cái gì nông trường á nha. Không ai chứ ông ơi, nhưng mà công an cược mình đã báo tốc độ. Sẵn tiền là thử thách đi. Đi đi, tới kìa. Dạ. Cái xe nó nghe nó đã, nhưng mà nó bị át cái tiếng radio rồi ông già.
Ui nhanh vậy. Ui nó nhanh vậy. Giờ chạy nè, giờ chạy đúng không? Mà tôi muốn cướp không vậy? Ôi. Muốn cướp luôn á các bạn, thiệt sự luôn á, tại vì cướp á nó bữa giờ mình đâu có đi cướp đâu, hồi đợt giờ là mình chỉ có cướp tập hóa thôi à. Còn chưa có cướp cái kia nữa. À. Con này không đi được đường này, con đi đường này nó dở lắm các bạn. Nhìn nó chiều quá. Wee ghê quá. Ê khoan, mình mới thấy cái gì trên đầu mình đúng không? Ê ông già ơi, có trực thăng không già ơi? Nói công chuyện thôi, trực thăng trên đầu kìa. Ê cái đó hơi ẩu nha, cái đó nó sao mà thoát được. Tôi qua nhà tù, đang tiến thẳng ra phố. Tới ông chuyện rồi, thằng nó báo là sao tới ông chuyện rồi ông già. Đã qua cao tốc xe. Tốc độ con này không thể nào mà thoát được cái giật thằng hết trơn á. Tôi biết là chạy thành phố rồi nhưng mà trực thăng nó vậy sao mà để coi đầu nảy số à. Cái hầm nào ta hầm kiểu trực thăng là chỉ có vô hầm thôi. Như này thường là mình cắt đuôi được nè các bạn. Vô đây là bắt đầu kiểu xe đông á, công an sẽ bị mất dấu. Nhưng không. Ê cắt đuôi được. Nếu mình chạy có tốc độ như thế này. Ủa ông già lọt xe rồi. Ông già không thấy gì an toàn, ông già lọt xe rồi. Má ông già. Ông già ẩu vậy ông già. Nhưng mà nó bị gì ta. Nó rướng cái này các bạn. Nên là cũng có thể bỏ được trực thăng nếu mà chạy tốc độ nhanh hơn so với trực thăng bay các bạn. Mình gọi ông già ông rớt mất tiêu rồi. Số là sao gọi được ta? 8634451179. Ờ để coi ông được 8634451179. Ồ 1179 mà. Trời đất ơi. Xóa được không? Không xóa được. Cái nào xóa không vậy? Cái điện thoại ngu học này. Số này mới đúng các bạn. 1779. Nãy mình là 11. Alo. Ông khỏe không? Tôi mới bị xe xác rồi. Rồi nãy tôi thấy ông tự nhiên ông đang ngồi trên xe, cái ông danh ngồi xe. Ngồi trên xe mà không thấy an toàn là sao vậy ông già? Đang chạy tốc độ cao, công an cái ruộng muốn rớt cái trái tim ra ngoài luôn mà ông rớt ở đó. Bây giờ ông đang ở đâu? Ông gửi tôi cái vị trí đi chứ công an nó đang quần nãy giờ ghê quá à. Ok, để tôi gửi anh định vị. Ở đó có công an không vậy? Không. Ghê quá, lẹ đi ông già. Ghê quá. Nghĩ sao trời. Đã rượt đuổi rồi, căng thẳng rồi, còn rớt khỏi xe nữa chứ. Tạ thiệt chứ. Ngoài chợ đây có tin nhắn mới nè. Ok, đi thôi. Trong này ngon các bạn, trong này có kèo ngon. Con xe mới đi giao hàng đi ngang mình. Đây thêm xe nữa nè. 3 xe luôn, 4 xe luôn.
Ui nhưng mà bên này người ta chạy cũng tuân thủ luật pháp đó chứ. Ôi ôi nắm xe luôn, ôi dồi ôi. À, cái bằng đó không nên đụng á. Mình thấy là cái bằng đó hơi ghê á. Bằng đó mà mình đụng vô chắc mình đi mua bằng cái cá nhân gì mình dán khắp người luôn quá. Cái kèn sẽ cho lẹ ông già. Hay ông già. Nó nghe nè ông già. Mày vô mang nó có dạy qua đây không? Không. Thấy cái gì nha? Ê nó nghe. Ở ngoài cạn này tôi thấy có nằm con xe đầu kéo là nó không cướp nó không? Trời. Không có tiền mua băng kẹo cá nhân chưa? Tại vì năm thằng lận á, năm thằng năm con đầu kéo á. Ông có tiền ông chơi ông mua kẹo cá nhân chưa? Chứ nó múc mà mình dán khắp người luôn á nha, tôi nói trước á. Cái đó ông lên xe nó nặng quá, hắn không được. Ủa đường này là đường ra sân à, đúng rồi, ra sân bay đi nhận đường rồi lại cản lại dưới này cơ. Xe nó kì kì nha, chạy nó giờ nó kì kì đó, nó bắt đầu nó bị mòn vỏ xe đó. Cản ở đâu ta? Quên bà nó cái cản rồi. Ở đây là sai rồi. Đây mới đúng mà trời đó coi. Ừ, ngồi đó chọc chọc vô mấy ông già. Nó như khí bà nó rồi. Ê, có ai nào mình ba tụi nó xong rồi nó chạm mình không? Là nó chạm nó mất xe sao ta? Đông lắm á. Nếu mà mình lỡ mình ra tay mình bóp cò luôn, mình xuống với nó luôn thì mình ác quá không? Mình chỉ là đi mình làm cảnh sát á ông già. Nên nhớ mình làm cảnh sát á ông già. Không xuống ông xin nha, ông xin thử nha. Ok. Nên nhớ mình làm cảnh sát cái đó này, ba bốn xe luôn nè, trời ơi. Ôi nó đông kìa ông già ơi. Xe này là không có ai nè. Ê có gõ cửa xe đó đi ông già. Gõ cửa xe đó đi, xe đang đậu. Còn không ở dưới kia. Ủa, gõ cửa. Đi qua đường mới đi nhanh. Sợ lắm xe lên nó múc. Cái tướng cầm cái súng hệt thiệt chứ. Trời đất ơi. Rồi, sao rồi? Xe dưới nguyên một dàn xe đang đợi luôn các bạn. Đông vãi. Cái này là nguyên một đội xe luôn. Gì vậy? Ông già không cứu được chưa? Ê ông già. Già đâu rồi, không phải. Xe sao nè, đâu rồi. Ê ông già, cái xe phía sau rồi ông già. Ok. Làm cho nó chuyên nghiệp nha. Mình thấy ớn ăn quá, ghê quá. Hình ảnh cậu thanh niên trai tráng khỏe mạnh cho ông già cầm cái súng đi xin tiền thằng nghiệp chưa, không biết nó chọn không. Hình như có cái súng vô là hay gì á. Các bạn nhìn xe cản ra vô tấp nập luôn à. Hồi chắc nó múc mình luôn quá. Về đi tấu hài được chứ. Ơi. Nó có thủ trên xe luôn rồi, nó không sợ gì hết. Ủa?
Ê ông già ơi, ông đợi nó lên ông già ơi. Trời ơi, một hàng luôn kìa. Ê ông già, chạy. Sao có công an vô vậy ông già? Ê ông già. Ê binh. Ủa là ông cướp được chưa? Là ông đã cướp chưa? Ông đã làm gì chưa? Nó đeo chịu nghe, tôi nổ xuống cái đầu cảnh sát tới. Bị nổ xuống. Nè mình nè. Á đu. Đu. Chết mẹ rồi. Thôi mình chạy thôi chứ này tụi này nó mà ép mình cái là mình đi luôn á. Đi xa luôn á. Từ biệt luôn. Cái thằng đó nó cố thủ trên xe nãy ông bắn vô bánh xe nó cái ông chạy. Mình không có cướp tiền nhưng mà mình phá nó được mà. Xe này thiệt sự luôn á, vô mà kéo cái là công an là không được được luôn. Quá ngon. Ủa mà sao mà mấy ông công an này ở dưới mình mà vô được thành phố à? Tội phạm vô đây hả? Dạ, mất lái. Là con trực thăng nữa, nãy tôi mới trốn của trực thăng nhưng mà với điều kiện là không có ông. Bây giờ ông già bên dưới là đi luôn á. Anh đi siêu xe nó thấp, mình chui xuống dưới gầm mấy con container đồ. Ở đây có cái này, có một cái chỗ nó không phải là cống các bạn, nó là đường cao tốc mà nó ở phía dưới á. Mình xem nó có được thoát được con trực thăng không. Mình tưởng cái trái đang đi thẳng về hướng mình dùng. Đối tượng đang ngay cầu qua nhà máy nè, qua khu nhà máy. Đối tượng rẽ phải ngay ngã ba. Như mình hết ta. Đối tượng đang đi thẳng. Như mình đó các bạn. Như mình á, mình á. Thằng báo á. Vẫn đang đi thẳng. Ở dạ? Đây rồi. Đối tượng đang ở cái hầm cầu cao tốc. Đây rồi. Đối tượng đang dưới hầm cầu cao tốc. Thăng xong rồi có được định vị. Nhưng mà không phải hết hầm rồi. Trời. Dạ. Thôi, các bạn. Ôi. Tôi chân té nha ông già. À! Ông già ơi là ông già. Ông già đâu rồi? Ông già đâu rồi? Đây. Tôi nói ông gọi mà ông nói cho ăn tàn vô. Đã hai đối tượng, đang ở đây. Ông ổn chứ đâu. Ông giống như con tóc á. Tôi mệt giống lắm rồi nha. Ông té hai lần rồi đó. Sợ của dân chơi xe bị công an rượt. Ui
Rồi mình chưa thoát nhau luôn á. Lỗi nha. Đối tượng đang hướng về đường về sân bay. Nhưng còn trên đầu mình các bạn. Cái này lâu nó bị sao á các bạn? Mất rồi đúng không? Đúng rồi, mất rồi, mất rồi. Ê ông già, đạt vô ông già. Chứ tôi thấy nó giờ tôi quýu lắm rồi ông già. Mình về lại nhà mình được chưa chứ công an nãy giờ tôi né trực thăng rồi tôi đổ mồ hôi hết trơn rồi đó nha. Về nhà đi ông già ơi, thiệt á, nó nghĩ đấy cái tụi nãy đấy kìa. Nhìn nó tức liệt chứ ta. Ta đã chạy lên tốc 12 giờ rồi. Đi đâu có tốc 12 giờ hả? Trời. Nè, chốt một trực thăng rồi nè, dám bắn trực thăng, trời ơi. Trinh. Vô hầm, vô các bạn dưới cái đường cao tốc mà cầu vượt rồi này kia là trực thăng mất dấu, nó không có track được các bạn. Rồi các bạn đi dùng dòng theo cái men đó, các bạn kiếm cái đường đó, các bạn quẹo khác là bắt đầu trực thăng nó bị mất dấu luôn. Một khi mà nó bị hụt một cái là nó mất luôn. Nhưng xui thì nó thấy lại thì cái đó là nó không có tính. Tôi nói tại vì giấy xe của anh cũng ok rồi. À, đừng có nói. Ông nói như vậy, ông nói như vậy. Tôi đang tập trung ông nói. Tôi lửa như cái đó ông thấy chưa. Hả? Em mình dựng đây được chưa ông già? Ở đây nó phức phức nè ông già. Thấy mà ok đó. Ok, không chú quý lắm nha. Nãy giờ trốn trực thăng, tôi trốn 3 lần rồi đó, tôi cắt đuôi trực thăng 3 lần rồi đó. Lần đầu tiên là ông gớt nè, lần thứ hai là tôi chở ông, mà là thứ nãy nữa là 3 lần đó. Mệt quá ông già. Ê, lần này anh lấy được chiếc xe của tôi rồi đấy. À, vậy giờ mình đi cướp không? Tôi vẫn còn ngứa tay quá ông, hiểu không? Kiểu mình bị ngứa cái tay thì sao á. Để tôi chở ông về bệnh viện, nhưng mà khoan để bên này rút về cái đã chứ. Đông lắm, không dám. Ủa mà bên cảnh sát có biết là mình như vậy không hay là không biết? Chúng đó làm gì biết nữa. Giờ đợi cảnh sát đi về đây chứ tôi thấy hơi rén á, không dám về. Có trực thăng, đợi nó có trực thăng để nó đi rượt cái thằng khác đi. Tôi nghĩ là chúng ta nên đổi xe ấy. Đổi xe hả? Giờ ông còn xe nào? Tôi có con kia mà tôi con kia không đi được. Con kia mà nãy giờ mà công an được là bị bắt lâu rồi. Thầy, đi về bán con này mới được. À, giờ sao không già? Giờ mình đợi tới tối đúng không? Dạ ơi, dạ. Đây, ông tôi đây. Giờ mình đợi tới tối mình đi về đúng không? Đúng rồi. À, ok, bọn họ ông xem coi, ông báo bên kia gọi lên cấp dưới ông á, ông kêu điều mấy con trực thăng về đây chứ rén quá. Ok, giờ đợi tới tối các bạn, đợi đây luôn chứ, đây nó có chỗ che. Bên này thì hơi xui nhưng mà ít khi nào thấy được bên đó lắm. Cũng che được, ở dưới đó cũng được. Để mình đi lên đó. Ủa làm sao vô đó ta? Ủa cái chỗ này không vô được. Nó rào hết trơn rồi. À đây, có cái đường. Vừa đây trốn mà công an mà lùi vô, mà công an mà chặn đầu một cái là khỏi ra luôn. Dạ dạ dạ. Cái gì vậy? Ủa? Cái gì ông già báo này?
Ây da. Sao ông báo quá vậy? Tôi đang lẩn trốn luôn á. À, vô đây là em, vô đây nó mới sát nè. Đó, chứ vô kia nãy nó còn hơi hiu hiu. Ok, bây giờ mình đợi thôi các bạn. 12 o'clock midnight. À, tình hình hiện tại là mình thấy trời nó tối rồi nha các bạn. Cái đèn xe của nó là nó đẹp. Ủa, ông già ơi. Ủa, này vô đường nè. Từ từ ông già đợi xíu đi xíu để chở ông về. Ủa, ông già nó mất tiêu rồi. Ủa? Ủa, ông còn ngồi trên xe không? À, ok. Để xíu để bắn về bên kia gặp. Ê mà tính ra khoan, cái bệnh viện nó kế bên cái đồn cảnh sát luôn á ông già. Mình có cao kiến gì không chứ nó kế bên luôn á. Rồi không nghe được để xíu. Xe nó đã quá rồi, xe này của tôi nha, không có đòi nha. Để tôi về tôi kiếm cái biển khác tôi thả vô. Ui 250 các bạn. À, 250. 260. Không, nó bị nhích lên, kiểu nó bị tưng cái bánh lên cái nó lên. Này xuống dốc. Này lên được đất rồi. Mấy xe nhiều quá. Mình còn bắn tốc độ cái chắc giao xe luôn quá. Nay chơi cũng vui. Cũng sợ, cũng rén, nhưng mà 250 á. Còn mấy kia là mình thấy nó hơi thông số, nó hơi nhảy ra, nhưng mà cho tầm 250 đi. Đi học công ty ở phía sau bệnh viện có cửa. Đây, tôi biết. Chuyên nghiệp không ông già? Dạ. Tướng đồng kỳ á. Tôi thả ông nằm đây nha, mà hồi kiếm bác sĩ nha. Ok. Có bác sĩ không? Có xe bác sĩ nha các bạn. Ơi. Ơi, đi, để kệ đi ông già đó. Con cũng lớn tuổi rồi, con xe là được rồi các bạn. Con này giờ phải độ, giờ mình ghé bên mechanic. Em mình có thấy là mình đè máy nhẹ nhẹ được không ta? Lớn quá. Đi nhẹ nó khẽ và cười duyên. Trời ơi, đã bắn được rồi. Quá ngon lành. Nào, gì chạy dữ vậy? Ủa, mày xuống xe đâu cho rồi? Ủa, xuống xe đâu cho rồi? Mù thấy vậy? Vô sửa dùng con xe chổng. Cái nào? Ở đây nè. Cái nào? Xe mới đẹp ông bạn. Ủa, xe mới vậy, xe mới. Giống như mày giấu mất vậy. Không, xe này mới bị công an rượt. Mới nhưng mà bị công an rượt. Xe này là của công an cấp luôn, chính chủ đàng hoàng 100% brand new. Mày gọi cảnh sát qua coi. Ê, xe này công an rượt nãy giờ vẫn tốc độ rượt luôn chứ, sửa giùm mày. Ủa, đây sửa không có đồ ngài, ra ngoài kia mới lấy được, đồ ngài nặng lắm. Dạ. Yeah. Ây da. Tại đứng ngay chỗ đường người ta, xe không thấy đường thông cảm.
Hư nhiều không? Hư nhiều không? Gọi cảnh sát qua liền. Ai hư nhiều không? Ừ, để móc con máy người ta coi cái buggy cái đó. Lẹ lẹ lẹ. Ở đây có con xe nào để mình làm kèo hả? Ừ, nhiều lắm á. Tự sửa đi, trừ tiền lương. Ủa bạn có làm đâu có lương. Ê, làm hơi bị nhiều nha. Thôi làm giờ, gì? Bữa giờ thấy giám đốc trốn hơi nhiều á, nào chia lại chỗ này, nói đi báo giá đi. Được mức giá đi. Dạo này người ta đi kiếm đại gia, ta kiếm mối không ư? Chó. Chó đó, chắc có sắp đại gia sắp order xe đó. Chó nó còn chê. Ê, dạo này người ta nuột lắm á. Anh này quen nhỉ? Anh này quen nhỉ? Chào. À, khách hàng. khách hàng là thượng đế hả? Này thượng đế. Xe sửa không chưa? Dạ mà. Mình thử nghe nói khách hàng có con xe cũng ngon lắm đúng không? Chơi sao? Mình thử vòng chơi. Kế làm vòng chơi, tôi lấy con bữa anh một chỉ về đi luôn nè. Cái gì cơ? Nhớ con bữa anh được chỉ về không? Ừ, đó đang gạ kèo con đó đó, cáp kèo con đó đó. Ui, con này có nhiều cái độ đã nha các bạn. Ôi. Cái này thì nó nói chung là nó phải lên cái body một xíu. Còn gì nữa không? À, cái cánh chó này nó kiểu nó bự như cái thớt vậy các bạn. Bự quá trời bự luôn à. Ồ, cũng được á. Mình đang thử đồ độ. Cái dài. Cản sao. Ờ, cái này là có độ Nismo nè. Còn cái này là độ... nhìn nó hơi bị thiếu. Thiếu thốn kiểu gì á. Skirt về trắng bùng. Skirt là cái gì? À, cái lường. Thường có một số cái đồ độ nó sẽ vô trong cái đó. Còn... À, cái này là cái bộ khuếch tán gió phía sau nè. Ờ, body kit này các bạn. Được đấy. Không, mình chỉ thử vậy thôi. Giờ mình làm kèo như thế nào á nhỉ? Sao? Đường kia kìa. Sao kìa con đi xanh qua vậy? Nhìn đẹp không? Đẹp. Xe khách hàng phải đẹp chứ. Bây giờ nhập hàng về sửa lại khác ngay. Ủa là order đồ gì hết trơn rồi hả? Đúng vậy, về gắn lên luôn rồi. Gắn lại cái cửa này không thấy hả? Cũng được, cũng nhanh á. Cái cửa dán kèo không kỹ kìa. Rồi giờ mình làm kèo sao nè? Vậy giờ mình ra ngoài cái kia mình kéo xuống dưới cuối đường. Rồi để xem coi như thế nào, xem có... Ê, ủa? Ủa? Ôi trời ơi, xe này mà đòi đua. Chưa đua nữa là gỡ cái cửa rồi. Chưa đua sao? Sao? Cho nó nhẹ xe. Ra đi mình đừng nói nhiều. Ra đi, ra xe đi. Để chị nè. Nốt cái tính bên đây đi anh cho nhẹ. À, ông khác cho tới là 2 giờ ha. Đâu, giờ mình ra đường cao tốc này trước nè. Rồi hồi mình mới thử xe trước cái đã. Ok, đừng. Thế mình không biết ăn lại không nữa. Nhưng mà khả năng cao không ăn lại các bạn. À, con Fenrir đó là dùng động cơ của Ruf R-U-F á các bạn. Một hãng độ của Porsche. Ôi, con kia. Kẹt con này nó kỳ quá. Đây nè ba. Đây nè. Đây nè. Đua xe mà kỳ cục quá. Rồi, anh trai ra đứng đêm giùm anh trai ơi. Không, đừng có bóp kèn, đừng có bóp kèn. Đây con kia giữa sao chạy? Xe kia giữa sao chạy? Vô đây. Không, xích lên đây luôn đi. Cho con Vatador vô nữa các bạn. Đó. Anh trai Aven vô bên phải nè, vô bên phải nè, bên đó chạy không được đâu. Ok. Cái gì mà ba xe nó dồn qua bên kia. Hai con bò với lại một con kia, con sói vậy. Như là hãng xe con sói vậy mày.
Vô. Trời đất ơi, con quỷ bò. Bò này bò dí nè, con Huracan nó nhanh á. Bò này bò dí nè, con ôi con Penny kìa. Giờ mình làm kèo ra có tóc mình đua mình ăn tiền không? Chơi. Chơi. Chiêu. 5.000 người. 5.000 người hết vậy? Thôi 5.000 đi tiền đâu nhiều. 10.000 đi. Kìa chưa? Ủa có 2 người thôi hả? Ủa tôi tưởng thấy 4 xe đua luôn mà. Đâu 2 người thôi chứ 4 xe gì. Ok, 10.000. Ok, giờ từ cao tốc hát cho tới 12 giờ ok chưa? Cao tốc hát rồi, dứt. Dứt, giờ ra cao tốc hát trước đi. Để hỏi thằng kia qua đua không kìa. AVN nữa kìa. Trời ơi, siêu xe không ai đua cho vậy. Xe kia xe Jin. Cao tốc H cho tới cao tốc K nha. Cao tốc H cho tới cao tốc K hả? Ok chưa? Nè nè nè, bây giờ mình đua từ đây luôn nè. Sao? Ủa? Ê, chào gái. Xe đẹp vậy? Xe ngon vậy? Trời ơi, bán rồi. Ngon nhà, bán nhà. Lên xe đi, lên xe đi. Đua xe không, đua xe không? Đám kèo luôn, 5.000 người. Xe này cũng thắt. Thử không? Mình đua từ đây, mình ra cao tốc, cái mình bắn lên tới chỗ cái cây xăng 12 giờ á. Cái này xe cũng khách đó. Cây xăng 12 giờ hả? Đúng rồi. Đua, thì nó trên cao tốc cao xíu mà. Ok, nhưng mà 5.000 có hết không? Có tiền thêm thôi, cho mượn tiền thêm mày. Quá lô. Giờ đua không, đua không, vô. Con kia vô đua ơi. Con này, mày. Mày, xuống đây mày, thằng cơ phó kìa. Giờ này mày trốn hơi bị nhiều á, giờ này nó bay máy bay hơi bị nhiều luôn. 10.000 dán, mày vô 10.000. Của khách tao đua luôn hả, mình lên mắc đây có gì được, hơn được. À, cái xe này á các bạn là xe online trong server mình ha. Thì khi mà trong server các bạn vô, các bạn dùng cái lệnh là xếp online thì nó sẽ ra một cái tab. Đây là cái coin mà để các bạn online để nhận được thôi, chứ không phải là tiền nạp, không phải là tiền. Sao? Nên là mình non nhiều. Thì mình có hai Kucho, mình có hai Kucho Drag, mình có Shinobi, CB500X, Italy GTB, GTO, rồi mấy con Gentono và con Brogan Aurora Sport. Thì các bạn chỉ cần online thôi, một tiếng các bạn online được 10 coi. Và như các bạn thấy đây, danh sách cũng khá là nhiều người được coi ha. Đây là có mấy người đổi rồi và vẫn on được tới bây giờ luôn á. Thì bạn nào mà vô mà muốn kiếm xe thì đó. Và dành cho bạn newbie thì hai con xe này sẽ dành cho newbie. Các bạn chỉ cần on 3 tiếng hoặc là 5 tiếng sẽ có con Banto hoặc là con EC2. Nhưng mà hiện tại đang hết hàng, hết trơn luôn rồi các bạn. Còn dưới này là bên xe đạp. Đó. Vậy giờ là chốt 10.000 đúng không? Ừ. 10.000 đua từ đây ra tới chỗ cây xăng nha, cây xăng góc 12 giờ. Không có từ đây, từ cao tốc chi, trước đây đi. Thì ra cao tốc, để chạy ra cao tốc xong mình đậu cao tốc mình đúng không? Đúng rồi. Ok, lên xe đi cho địa chỉ nha mọi người. Mình vô radio 281 đi. 281. Rồi ok, vừa nãy tự nhiên bị mất mạng các bạn. Nên là mình mới vô lại thì tự nhiên ở đây một đống xe luôn. Đây là mấy con xe kia. Hết hồn tưởng công an không á? Tự nhiên nghe biết sao chạy lên hết hồn luôn. Ê gì mình bắt đầu từ đây đi, bắt đầu từ đây cái mình chạy ra kia luôn nó vui hơn, kiểu nó bị đâu. Ủa sao Huracan đi đâu vậy? Huracan ở con đi đổ xăng bạn. À đi đổ xăng hả? Mấy con kia không có đua, mấy con kia đua lại đâu đua. Mấy con kia đâu có nào. Sao có thằng nào mặc đồ cảnh sát vậy? Kìa. Cảnh sát ngậm kìa, bên kia kìa, con xe màu đen trắng hả? Vô. Hello. Vô. Có gì động gì? Không lại thì mình thoát mới về thôi. Động giải thưởng, ai tham gia thì mình bỏ tiền vô. Ủa 5.000 hay 10.000? 10.000 nhưng mà bỏ tiền vô đâu? Bỏ tiền vô đâu? Đừng bỏ tiền vô nhỏ này, nó ghê lắm, nó ghê lắm. Thôi mình tự không nên đưa cho nhỏ này. Mọi người nhìn mặt khỉ tinh không mọi người? Đưa tiền đây. Không. Thì là không rồi. Dạ mình đua lên trên cây xăng 12 giờ nha mọi người. Sửa em xe đó. Này đua đâu mà ta?
ông đuổi con xe mà thì đồ không được thì rồi thắng an toàn đồ vô nha mọi người, chứ mà mọi người té xe là cúng tiền cho binh cấp cứu nhiều lắm nha. Có cảnh sát ngầm đây nha, cũng được qua đây. Ai cảnh sát không vậy? Đưa từ đây cho tới cây xăng 2 giờ đúng không? Đúng rồi, ai mà tới trước cây xăng là người đó sẽ thắng. Ok. Rồi, bây giờ ai ra đếm đi. Bao nhiêu người đua vậy, sao mà nhiều quá vậy? Không biết luôn á, đông hết trời luôn á. Hồi nãy mình mới mất đồng tính 2 đồng, mà không chịu, ngủ. Lạ lắm. Vô. Không được có bóp kèn, được có bóp kèn, được có bóp kèn phải có một người ra giơ cái tay xuống. Ai xe yếu mà tự giác đi. Ai xe yếu mà tự giác ra giơ tay xuống là người thắng cuộc sẽ chia cho 1.000 đô nè, 1.000 đô liền ngay lập tức luôn nè. Nhiều quá. Cái con xe vàng nha, con xe vàng xe yếu nha. Rồi xe vàng ai yếu thì tự giác xuống xe rồi mình giơ tay lên mình giơ nách lên trời mình thả xuống. Thôi để tao làm luôn cho. Xe đó. Kìa con sát kìa, con sát kìa. Ê con sát nó cứu xe mày kìa. Mày đúng mày, thằng cảnh sát qua kè. Kêu nó ra giơ tay giùm đi. Này nhìn đồ nó đúng đồ cảnh sát bữa quá ta. Dạ, tôi là người đếm đúng không? Ok, ra đếm đi. Để tao nhường slot này cho ta. Ok. Chứ hồi mày xong tôi chết à. Thôi, có hàng bác sĩ ở đây nè, bắt không bác sĩ đi. Nguyên dàn xe này rồi sao chạy xe lăn. Nó tông tùm lum luôn á trời. Lẹ. Cây xăng đối diện cái kho để xe đúng không? Đúng rồi, cái cây xăng chung là chạy lên đó là có cái cây xăng nguyên, cây xăng bự lũi vô vọng. Lũi vô tạo pháo hoa cũng được. Nghe tiếng súng anh em dẫn đông tôi nha anh em. Súng gì vô tay đi, vô tay đi. Ồn lắm, bô ồn lắm, không nghe được tiếng súng. Không có nghe được tiếng súng. Nè đứng ngay giữa nè, đứng ngay giữa con xe trắng đen với con xe đen trắng nè. Đéo thông tông nghe. Rồi, không nghe tông nha, không nghe tông. Rồi chuẩn bị nha, nó giơ tay ngang, giơ tay xuống mà chạy nha mọi người. Xe mình cũng bắt tay, xe mình cũng bắt tay. Lẹ. Anh em chuẩn bị. Rồi. Vô. Trời đất ơi. Ôi trời ơi. Trời ơi. Tức là cuộc đua lúc đầu có 2 người đó các bạn. Cái bây giờ nó thành một đống, một lài, một lũ luôn má ơi. Hay quá. Sao mọi người lại chạy đó mọi người? Đây đường nhanh hơn nó không chạy. Đường xe mà non chứ đường xe mà còn tuân thủ luật pháp nữa. Nhanh quá các bạn. Con kia hình như con kia nó nhanh quá. Mình mới cho mình bị cản nữa. Ủa? Lỗi tôi anh em à. Tôi tưởng đâu là tôi lách vào đó được. Tự nhiên cái tôi lách là tôi thấy nó là cái con xe lết này. Không, nó mà đừng nói xe lết. Xe yêu quý của mình. Những con chàng má cái kia nó dở đầu lên luôn. Ủa nó lên đèn đẹp vậy, nó lên một bên đèn á. Đông quá à, chắc phải đua thêm một vợt nữa này. Đông quá cái nó ép mình để vậy thêm cái cú mình tự mình móc lên trên kia đi. Con này trang cho mình luôn nè. Trời ơi, tưởng nó con kia nó bị tai nạn, nó bị dính cái các bạn. Ơi Ok, mình tưởng nó có đèn lên. Ê Công an. Có không? Có không? Công an ở trên chỗ cây xăng á. Thấy không? Ui. Công an kìa. Chạy đi, tẩy đi. Ủa, thấy con Fanny đi đầu mà Fanny nó chưa lên tới cây xăng nữa hả?
Ờ à, lên lâu rồi mà. Trời ơi con Fendi nó chạy nó đâm vô con Manto ấy chứ. Vậy có bán được. Rồi vậy là có tiền rồi. Ở mình ra mình coi kịch đi anh em ơi. Có người bị vừa rồi, có người bị vừa rồi. Báo, đâm báo tôi luôn. Đâu vậy? Ủa bị được đâu rồi anh em? Anh ấy bị ngược đi, chạy ngược về cao tốc. Chạy ngược về hả? Chạy ngược về hả? Để chạy ngược về đi. Đi coi coi kịch anh em ơi. Không bị bắt cho tuần nè. Ấy dạy, đeo quen như ta. Ủa khoan. Bà ơi. Ai dạ. Trời ơi chạy gì ngu. Sao vậy ta? Em tắp vô đây với bộ, ông mang nó không được. Tại hàng kia nó kêu ông mang được nó mà nó đang chạy sau lưng mình. Sao vậy ta? Mất bái ơi. Lập lập bắn tốc độ mà không ai chạy nhanh. Đưa về nè. Dạ. Xe dạ. Đưa về nè. Lại đếm. Vậy mày cái nít nè. Ê trai đếm. Này là họ nhà giàu nha, mấy con xe mà cùi cùi như con xe vàng kế bên rồi để cho khác chơi nha. Thằng nào có đi xe không? Rồi ra đếm vô mày, ra đếm vô mày. Đứa xe đây, đứa xe đây. Rồi mấy chậm gì? Mấy đuổi hè như thế này hết trơn. Nhìn cái xe nó dài, nhìn nó đẹp không? Nó phòng phòng nó thấp thấp á. Còn cái xe mình kiểu nó bị cao á. Cái xe này nó gió không bằng. Như được cái xe mình có đồ chơi. À, giờ mà thấy cái con Fendi nó chơi xấu thiệt. Không có đẹp nào. Ê, 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 lát nhau, lát nhau. Chơi xấu kìa. Dạ, hồi chơi dơ. Cuối tổ, thôi, 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 bóng nó về. Thôi, bóng nó về. Thôi, bóng nó về. Đây là người chơi. Rồi, nghiệp nó vượt. Không có đứa chăm lên nữa các bạn. Bắt đầu hết tốc độ rồi đó, 240 là bắt đầu là nó rướng. Anh nghe tiếng máy nè. Bye bye Fanny nhé. Tạm biệt Fanny nhé. Đã không chơi dơ thì còn được. Không, nó chơi dơ nó bị bỏ báo rồi. Vượt một cái lọt xuống mưa luôn rồi. Có đâu. Thế nào là bụi. Mình mới thấy con lời bé trăm đây mà nó mới vừa được. À, bị cái gì đó. Mới vừa mình còn lên tới mình luôn. Đuôi này các bạn phải tập trung né xe, né không kỹ là dính là chậm liền. Ôi ơi. Mẹ đến nhà mọi người. Vô lên giữ xe lên nha mọi người. Ê con kia. Con kia. Xe miễn phí đâu nha. À! Ơi. Non. Cái đường đó là cái đường để giảm tốc. Nhìn cho máy bay xe chạy vô đó là chết. Đây là có đường né nè. Ôi dùi. À, tôi quái đâu. Chạy đâu. Trời. Giúp cái kia nó bay vô đây luôn. Anh chạy đâu vô chó này vậy anh. Một xíu nó bay lên trên kia, nó bay qua cái hàng rào luôn rồi. Ủa con Fendi đâu rồi? Fendi nó kệ, Fendi nó chết đâu rồi. Tức là con LB này lúc nãy rụt được nè mà LB này bị mất lái hút kia nè. Xong rồi. Còn bị dướng dướng cái kia nữa. Ờ tính là LB, ủa LB này là LB đổ, LB Jin. Jin anh ơi. Jin là lên vậy là được rồi. Trời ơi con này thấy ghê quá. Thấy ghê. Rồi ok các bạn đi, coi như là hôm nay mình đã có được con xe. Có một cái buổi đua xe khá là vui, nó cũng mắc cười và một cái buổi truy đuổi nó là đổ mồ hôi hột luôn các bạn. Thì mình cũng sẽ tiếp tục dừng cái video đây. Nếu các bạn thích cái series game này nhớ đăng ký cho mình cũng như like video và share đôi giúp mình nha. Thì như mình nói lúc nãy thì bạn nào mà vô xem mình các bạn không muốn làm mà vẫn có ăn thì các bạn có thể dùng cái hệ thống online này, nó không có nạp tiền, nó không có bất cứ gì cho các bạn, chỉ còn online là được điểm thôi. Mà mình mua thì mình sẽ được trừ cái tiền này ra. Đó. Thì trong cái này nó chỉ có top 6 thôi. Nó không có mấy người phía dưới.
xe đạp đây và xe mô tô, rồi mấy con xe này chỉ bán duy nhất trong này thôi và số lượng giới hạn nha các bạn, 5 chiếc chứ không phải là bán nhiều ha. Rồi ok, hẹn các bạn ở video sau. Bạn nào muốn tham gia vào server của mình, các bạn tham gia theo cái đường Discord mình để phía dưới. Server mình bây giờ bỏ qua list rồi cho nên là các bạn tham gia thoải mái ha. Chào các bạn, bye bye.